Chào anh em, mọi người đã bị dị ứng phấn hoa chưa? Trên hình là chúng ta thấy một cây tùng tuyết của Nhật hay cây sugi khi bị cắt xuống thì ra một loạt các phấn hoa. Hoặc đây chúng ta thấy gõ đập một cái là ra một đống phấn hoa. Hoặc là bạn này bạn đang trêu như này. Thế thì chúng ta bị dị ứng phấn hoa là do hoa của cây này, gọi là cây sugi. Chúng ta sẽ có hiện tượng gọi là ca phân xô. Thế tại sao ở Nhật lại trồng nhiều cây này đến như vậy? Thì lý do là sau khi chiến tranh thế giới thứ hai thì Nhật dùng để tái thiết đất nước thì đã cho trồng rất nhiều cây này, bởi vì chúng ta anh chị em ở Nhật thì biết là khi mà chúng ta xây nhà sẽ cần rất là nhiều gỗ, hoặc làm các công trình của Nhật thì đều sử dụng đến gỗ. Do vậy là Nhật tha hồ mà trồng những cái cây này. Thế thì ngược lại, sau khi trồng quá nhiều lên như thế thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gây ra dị ứng cho chúng ta. Nên vào khoảng tầm tháng 3 khi mà trời ấm lên và gió thổi mạnh thì hoa này phát tán khắp nơi trong không khí của Nhật, gây ra hiện tượng là đỏ mắt hoặc là bị dị ứng khó thở. Anh em nào mới sang Nhật năm đầu tiên hoặc năm thứ hai thì có thể là vẫn đang còn vui vẻ lắm, sung sướng lắm. Nhưng dần dần khi mà cái lượng phấn hoa nó tích tụ trong người nó đến một cái ngưỡng thì bắt đầu nó sẽ phát, để chúng ta cũng sẽ bị khó thở này, tắc mũi này, đau đầu này, xong là mắt ngứa, mắt đỏ này. Thì khi này thì chúng ta nó giống như hiện tượng cúm á, nhưng mà thực chất nếu mà vào tầm tháng 3 thì nó gọi là dị ứng phấn hoa. Thế đây không phải là tất cả các loại hoa mà chúng ta thường là sẽ bị cái pha hoa nào hoa tùng này thôi nhé. Khi này chúng ta nên đi khám để chúng ta lấy thuốc đặc trị, chứ đừng nên mua thuốc ở trên thị trường trôi nổi, có thể là vừa mất tốn tiền mà vừa không khỏi được. Nhưng mà cũng xác định luôn là sống chung với lũ thôi, hàng năm vào cái mùa này chúng ta sẽ bị những cái dị ứng như vậy. Nên nếu mà anh em nào bị về ngứa về mắt thì chúng ta phải khám ở phòng khám mắt, còn nếu mà bị khó thở thì chúng ta khám ở các phòng khám GP cả, tức là phòng khám tai mũi họng, và xác định là sẽ phải dùng thuốc hàng ngày trong suốt quá trình mà hoa tùng, hoa sơ ghi nó phát tán vào không khí.